Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện một số ban ngành liên quan, phòng tư pháp các huyện, thành phố tham dự. Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận trả lời 435 kiến nghị, đề xuất, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ ngành địa phương. Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong trên 382.000 việc, đạt tỷ lệ 66,53%, thu hồi trên 70.000 tỷ đồng là tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Trong lĩnh vực thi hành án hành chính, Tòa án Nhân dân các cấp đã chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự hơn 1.800 bản án quyết định và hiện đã thi hành xong 216 việc. Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng, phổ biến giáo dục và tổ chức thi hành pháp luật, đánh giá công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật ở cơ quan đơn vị địa phương. Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, ngành tư pháp tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 54 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác thường xuyên, tập trung nguồn lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.